Hello Miu nha, siêu phẩm về nữa nè. Em mới rọc ra quay cho chú xem luôn. Con này tay cầm người ta để ngoài ha. Thì em đây. Model Estin 036 nha, đời xá áp ha. Má thước ngắm còn nguyên luôn. 1999 nha, đời cao luôn ha. Để ra sáng sáng. Nói chung buổi tối quay nó không được đẹp, mấy chú thông cảm nha. Quá mới ha. Này, Made in Germany nha. Đây, con này quá trời mới luôn, dây giật nè. Con này đời 1999 là 25 năm ha, cho mấy chú coi nước sơn lốc nè, quá trời quá đất VIP luôn, không chơi một chỗ nào luôn ha. Đây, mực nhà máy chét chét trên nó bô còn luôn nè, đây bô chưa rồi. Đây, đảo cho mấy chú coi ốp lam nha. Ốc là bảy màu luôn ha. Được gió nha. Nói chung con này VIP lắm nha, như chưa đổ xăng luôn ha. Tí xíu ở bình xăng biết rồi. Đó, đồng đồng tiền là chưa đeo sên luôn nha. Đó, cái chuông này mấy chú nhìn chuông nè. 1125 nha. Đó, bảy màu luôn nha. Rồi. Ai ưng con này thì alo nha, tay cầm họ để bên ngoài nha. Đó, tí em sẽ gắn vô, ai chốt thì em sẽ gắn vô cho nha. Dàn áo thì nó có xước xước tí nè, tại vì 25 năm mà đòi những mấy thùng là không được đâu ha, không bao giờ có đâu. Cái bình xăng lớn nè, trắng tươi luôn ha. Ai nhanh tay thì còn, không là giống như con 026 hôm qua, con 6 hôm qua chú quá nhanh nha. Chưa đổ miếng xăng luôn ha. Rồi ai mua thì em sẽ đổ xăng cho. Con này đời châu Âu nè, sửa ấm tay cầm nha, chú nhìn là biết sửa ấm tay cầm ha. Bên em chuyên làm máy VIP nha, nói chung máy VIP về mình đồng ý giá nó cao thiệt nhưng mà về cưa cho sướng ha, hơi đâu mà đi ra thợ chỉnh hoài. Quá mới nha. Nè, nước sơn đây, số series con này là 208 đuôi ha, 208 đuôi nè, chú nhìn nó bô nè, quá trời VIP nha. Rồi ai ưng thì alo nha. Em này mấy chú nhìn trong nè, nó mới từ con ốc luôn ha, từ trong ra ngoài luôn, mấy chú nhìn cái gân chụp giật nè. Đó, bình xăng trong luôn nha, đời cao bình xăng trong luôn nè. Rồi ai ưng thì alo ha. Đây tay cầm nó đây nè. Đó, mấy chú nhìn vân nè, chưa đeo chưa cầm được bao nhiêu luôn ha. Sớm tay cầm nè, công tắc đây ha. Rồi ai ưng thì alo, ai ưng thì em gắn tay cầm vô test nổ cho ha, còn về sao em bán vậy luôn, khỏi đổ xăng làm gì hết ha.